Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mang đến các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc bàn xoay 360 độ. Chiếc bàn xoay này thì mình đang ngồi trên nó đây. Nó có một cái màu đen nhám, các bạn cũng có thể lấy cái màu là màu trắng. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cái màu đen nhám trước nhá. Với cái bàn xoay này thì có cái đường kính sẽ là 60cm. Và chúng ta sẽ có một nút nguồn, các bạn sẽ thấy là có một adapter nguồn mình đã cắm vào nguồn điện. Và có một nút bật nguồn ở đây, các bạn bật lên đây, bật lên nhé. Cái chữ O thì là tắt, còn chữ Y thì sẽ là bật. Và với cái bàn xoay này mình có một cái điều khiển ở đây này. Ngoài cái điều khiển này, các bạn có thể điều khiển trực tiếp lên trên bàn xoay mà không cần điều khiển. Nhưng với những khi chúng ta chụp, chúng ta nên có điều khiển này, nó rất là tiện lợi. Những cái dòng bàn xoay trước mình từ sử dụng thì nó không có điều khiển, nên là lúc mà mình đang quay sản phẩm, mình muốn tắt sản phẩm, mình vào mình lại phải chạy vào mình tắt điện, hoặc là mình phải nối một cái ổ điện dài ra chỗ mình tắt ở tại cái chỗ mình đang chụp ảnh, nó rất là mất công. Thì ở đây mình đã có cái chức năng này, mình muốn dừng nó ở tại vị trí nào cũng được. Ví dụ mình đang chụp ảnh muốn dừng ở góc này, mình ấn và mình dừng lại được, nó sẽ rất là tiện lợi. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem với chức năng của điều khiển nhá. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem ở đây nhá. Đây, đây là chiếc bàn xoay của chúng ta, chiếc bàn xoay đường kính 60 và có cái tải trọng khá đấy. Nó có tải trọng là 80 cân, mình thì nặng 70, chắc là nó tải thoải mái rồi. Và trọng lượng của chiếc bàn xoay này là 10 kg. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng điều khiển. Thì các bạn nhớ là ở bên cạnh sườn, lát nữa mình sẽ chỉ nhá, ở bên cạnh sườn, bây giờ mình cứ nhìn vào điều khiển trước. Bên cạnh sườn của bàn xoay sẽ có một cái phần để điều khiển, nó nằm ngay trên bàn xoay. Các bạn nhớ là hướng điều khiển về cái phần bàn xoay đó, nhớ là bật, các bạn nhớ là bật cái bàn xoay lên trước rồi chúng ta mới sử dụng điều khiển. Ở đây mình sẽ sử dụng này, bật lên này, mình sẽ xác định cái hướng mình quay. Đấy, mình ấn một lần và mình sẽ ấn dấu cộng hoặc dấu trừ để biết được cái tốc độ. Đấy, chúng ta sẽ thử nhá. Đây là tốc độ này, mình sẽ thử xem nó có thể tốc độ nhanh hơn được không. Nhanh hơn này. Đây thì sẽ có 3 tốc độ, chậm, trung bình và nhanh. Thì các bạn sẽ thấy là tùy, còn nó còn tùy phụ thuộc vào cái tải trọng của chúng ta nặng bao nhiêu nữa thì cái vòng quay nó sẽ xác định số giây. Các bạn có thể bấm số giây. Một vòng thì nó khoảng 30 giây đến 1 phút tùy vào cái tốc độ của chúng ta đang xoay. Và mình có thể đổi chiều xoay của mình. Mình có thể đổi chiều xoay này. Đó, chúng ta đang đổi chiều xoay trên điều khiển luôn, vừa có chiều xoay lại vừa có tốc độ. Và các bạn thấy đấy, với cái bàn xoay khá lớn này thì mình đã từng sử dụng với các cái sản phẩm rất là lớn như là tượng, như là đồ gỗ, hoặc là ngay cả chúng ta sử dụng với các cái loại xe đạp điện. Mình đã sử dụng xe đạp điện khi mà chụp ảnh 360 như quay 360. Cái này nó chịu tải trọng được 80 cân. Đó là theo thông số thôi. Bây giờ mình sẽ thử nó một chút với một cái người nặng 110 cân. Mình sẽ thử xem nó có chạy không nhé. Và một cái điểm lưu ý nữa là vừa rồi mình đã sử dụng điều khiển. Thì các bạn nếu mà không sử dụng điều khiển ấy, thì ngay ở trên thân này chúng ta có các cái nút dấu cộng, trừ, trái, phải, chúng ta có thể sử dụng ngay ở trên này các bạn nhé. Một lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng bàn xoay này với điều khiển thì các bạn nên nhớ là cái phần ở ngay đây, chúng ta sẽ thấy là các cái nút điều khiển cứng ở trên mặt, nó cũng sẽ có cái phần cảm ứng ở đây, nghĩa là cảm ứng về hồng ngoại để các bạn có thể sử dụng điều khiển. Các bạn nhớ là điều khiển của chúng ta hướng vào chính cái phần này. Còn các bạn hướng sang các cái cạnh bên hoặc là hướng sang sau, nó sẽ không sử dụng được. Các bạn chú ý nhá, nhớ là hướng cái mặt điều khiển vào đây. Các bạn hiểu chưa? Nhân tiện đang giới thiệu các bạn về bàn xoay thì mình giới thiệu luôn một chiếc bàn xoay, nó cũng gần như tương tự, với cái đường kính là 60cm. Tuy nhiên các bạn nhìn mặt sau của nó này,
nó khá là mỏng hơn chiếc bàn xoay này. Các bạn nhìn nhé, nó rất là mỏng. Cái bàn xoay này thì có cái kích thước nó tương đương. Tuy nhiên thì cái phần cân nặng thì với những cái bạn mà muốn sử dụng bàn xoay chỉ để xoay những cái vật ví dụ như là bình gốm hoặc những cái vật sản phẩm không có trọng lượng nặng nhưng mà nó có cái bề sản phẩm này nó to này, mà tuy nhiên nó không nặng nhá, to mà không nặng nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bàn xoay này. Đó. Đấy, nó nhẹ nhàng hơn chút. Và đương nhiên là bàn xoay này nó sẽ có không thể đầy đủ bằng chiếc bàn xoay mình đang ngồi lên được. Thứ nhất là nó sẽ không có điều khiển so với cái bàn xoay mà mình đang sử dụng ấy. Màu đen này thì bàn xoay màu đen sẽ có điều khiển này, sẽ có các cái tốc độ này các bạn có thể lựa chọn. Ở đây thì chúng ta có một cái bàn full option ở đây. Còn cái bản này thì chúng ta sẽ là một bản tối giản, chúng ta sẽ chỉ có cắm điện vào và chạy theo đúng cái tốc độ của cái bàn xoay thôi. Nó cũng sẽ phụ thuộc một chút vào cân nặng, nó càng cân nặng thì nó sẽ càng sẽ chậm đi. Ở đây thì mình cũng sẽ thử cho các bạn thấy là các bạn thấy nhìn ở đây nhá. Đấy. Rồi, nhìn ở trong này chúng ta sẽ thấy là một cái chỗ để cắm nguồn và ngay bên cạnh nó là một cái nút on off. Các bạn bật on off là nó chạy không? Đấy, thậm chí là không bật mà nhiều lúc cũng vui tay, các bạn có thể xoay nhẹ này cũng được thoải mái. Mình sẽ cắm điện và bật cho các bạn xem. Và bây giờ các bạn thấy đấy, chiếc bàn xoay đã hoạt động. Đó, chúng ta sẽ có một cái bàn xoay hoạt động, xoay cũng khá là êm ái và mượt. Cái tốc độ của nó thì sẽ là cái tốc độ khá là chậm. Đó, các bạn có thể thấy đấy, như vậy. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng sản phẩm này thì các bạn vui lòng truy cập trang web icamera.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.